Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tân Crypto. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kiểu build end game của cái game Final Fantasy Crisis Core Reunion mới ra này. Hiện tại thì mình đang ở chapter 10, cũng như cái phần hướng dẫn này được thực hiện trên chế độ khó là Hard Mode, là chế độ khó nhất của cái game ở thời điểm hiện tại. Mình cũng đã hoàn thành toàn bộ tất cả các mission, cũng như là hoàn thành tất cả các Digital Mywell progress 100% hết. Thì với cái chỉ số sức mạnh hiện tại như các bạn thấy ở đây thì mình chỉ nâng chủ yếu là vào máu này, attack, wit cũng như spirit, thì mình sẽ nâng tất cả ba chỉ số attack, wit và spirit này lên 255 hết. Còn chỉ số máu mình sẽ nâng tối đa, cái MP thì sẽ không có xài tới. Còn chỉ số AP thì các bạn nâng một ít cho nó lên tối đa được là được rồi, không cần lên quá cao đâu. Rồi, để đạt cái chỉ số sức mạnh rất cao cho tất cả những đòn đánh thường cũng như tất cả những cái đòn đánh vật lý, kỹ năng hay là nằm ở Battle Stand chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng Fusion để nâng cái chỉ số Attack nó cộng gần 100 như thế này. Thì ở đây là cộng 96, thì chỉ cần qua dưới đây thôi là đủ nâng tối đa lên chỉ số Attack của bản thân là lên 255 tối đa, bạn cũng không thể vượt quá được cái mức này đâu. Mình cũng không cần nâng lên quá cao làm gì. Chỉ số Vít thì cũng tương tự, mình cũng chỉ nâng lên tới 97 là được rồi, để cho cái chỉ số tối đa lên 255. Chỉ số thứ ba là Spirit cũng vậy, và chúng ta sẽ cần hai viên HP để có thể nâng cái chỉ số HP lên full 5 số 9, bởi vì nếu mà chỉ có một viên thì lượng máu nó chỉ có khoảng 65.000, để chúng ta cần phải hai viên thì mới có thể đạt được chế độ 5 số 9 như thế này. Và chúng ta sẽ còn một lot cuối cùng thì tùy các bạn có thể nâng Magic nếu như các bạn thích chơi Spirit. Riêng mình thì mình sẽ nâng vào AB để có thể nâng cái chỉ số AB lên khoảng 1.000, tương đối nhiều để chúng ta sử dụng skill. Còn cái chỉ số Magic thì chúng ta không sử dụng nên mình không nâng, cũng như cái chỉ số Luck. Cái chỉ số Luck là chỉ số may mắn, thì thật sự ở những cái dòng game fantasy trước đây thì chỉ số Luck nó rất là quan trọng, do nó tăng tỷ lệ ra cái đòn chí mạng cũng như nó nâng tỷ lệ né tránh hoặc là những cái tỷ lệ chính xác đối với cái game. Nhưng đối với cái game này thì nó thực hiện ở cái chế độ mới rồi. Né tránh thì do bản thân mình tự né, cũng như đòn quýnh thì mình chưa thấy nó quýnh hụt bao giờ. Thành ra là hầu như cái chỉ số lúc này nó gần như là rất là phế. Và nó càng phế hơn nữa khi mà chúng ta đã có được cái nội tại từ cái tay của cái bộ giáp Renzenji này, cái nội tại cho cái chỉ số critical arty này, thì lúc nào các bạn đánh ra cũng là cái đòn crit hết, vì cái chỉ số lúc này coi như là phế, các bạn không cần nâng nữa làm gì phí điểm. Rồi, đó là về chỉ số. Cái thứ hai là về cái bộ skill. Thì đối với cái chế độ cuối game này, các bạn không nên sử dụng magic làm gì cả, tại vì tất cả các đòn magic sát thương nó không cao mà thời gian cast của nó đôi khi khá là phiền phức, cũng như cái lỗ linh hoạt nó cũng không có nhiều. Thì ở đây mình sử dụng chủ yếu là 4 viên SP Turbo Attack hoặc SP Turbo. Thì cái viên SP Turbo Attack này nó sẽ tăng sát thương vật lý của nhân vật của mình khi mà mình ra đòn đánh vật lý. Tuy nhiên nó sẽ tiêu tốn một ít cái điểm SP của chúng ta. Thì thật sự nó đối với một nhát chém thì nó tốn khoảng 150, tương ứng khoảng 150 SP thôi, cũng không có nhiều lắm đâu. Các bạn farm chỉ cần khoảng 300-400 ngàn SP gì đó là các bạn dư xăng có thể chém một cách thoải mái rồi. Thì cái viên SP Turbo Attack này là tăng 5 vật lý. Cái viên SP Turbo này là tăng tất cả các sát thương luôn, đó là bao gồm cả vật lý lẫn magic. Thì tổng cộng nó sẽ có 4 dạng. Thì đầu tiên là SP Turbo Attack này, SP Turbo này, SP Barrier là dành cho tốn SP để tăng phòng thủ này, và cái SP Master là vừa tăng tấn công vừa tăng phòng thủ. Cái lời khuyên của mình thì hiện tại nếu như các bạn không có dư giả cái điểm SP thì đừng sử dụng những cái viên phòng thủ này. Nó sẽ tốn rất nhiều SP mỗi khi các bạn bị quái hay boss đánh trúng, nó sẽ trừ điểm SP của bạn rất là nhiều. Vì thế nếu như trong tình huống mà các bạn không có nhất thiết phải quan tâm tới chuyện phòng thủ thì đừng sử dụng cái này, nó sẽ rất là tốn kém. Rồi, thì ở đây mình build là 4 viên SP này chủ yếu để tăng thêm đam vật lý mà thôi. Rồi, hai cái kỹ năng chính
của mình là kỹ năng Aerial Range này và kỹ năng Assault Sitter cộng. Cái kỹ năng Aerial Range này cực kỳ lợi hại ở một điểm là sát thương nó cực cao, và cái good nhất của nó là khi các bạn sử dụng hầu như các bạn sẽ bất tử trong khoảng thời gian đó, tức là các bạn có thể né được toàn bộ những cái kỹ năng của đối thủ, ngoại trừ kỹ năng cuối thôi nha. Còn những kỹ năng pháp thuật gì đó hoặc một số kỹ năng nhất định là các bạn sẽ né được toàn bộ, hoặc các bạn có thể né luôn cả cái chiêu Ultimate đấy, cái chiêu mà ghi rõ ràng là không thể đỡ đấy. Và cái lượng sát thương nó mang lại rất nhiều, mà khi các bạn gây ra bao nhiêu sát thương thì các bạn sẽ hồi được bao nhiêu máu. Từ đó nên chúng ta sẽ không cần những cái phép hồi máu như phép Q này, Kura hay Kugara Full Q này, bỏ hết. Chúng ta sẽ chả cần sử dụng kể cả regen này, cũng như tất cả những cái phép tăng phòng thủ khác nữa, phép hút máu, hút mana chúng ta chả cần tới. Chúng ta chỉ phải xài mỗi cái Aerial Rain này là đủ, cũng không cần tới bình mấy cái bình máu luôn, potion luôn, mà chỉ tốn một lần sử dụng chỉ có 37 AP thôi, khá là rẻ. Thì cái chiêu Aerial Rain này các bạn có thể fusion Assault Twitter. Assault Twitter loại thường này thôi đấy, một chiên Assault Twitter loại này, và chúng ta sẽ fusion chung với cái kỹ năng hút máu là cái Rain này đấy, hoặc cái Rain ra cũng được, thì các bạn sẽ có được cái viên Aerial Rain khá là dễ thôi, nó không có gì khó cả. Rồi tiếp theo là cái kỹ năng Assault Twitter cộng này. Thì cái Assault Twitter cộng này là một cái kỹ năng khá là mạnh mẽ. Cái mà quan trọng nhất của nó là cái chiêu AOE xoay vòng, hầu như là nó đánh được một vùng AOE khá là rộng, cũng như cái số hit mà nó mang lại là 3 hit. Thì khi mà với kiểu build này các bạn dễ dàng một lần xoay kiếm như vậy, các bạn sẽ gây được 300.000 máu lên đối thủ. Đấy, thường những con quái mà tương đối vừa và nhỏ thì một hit là chết sạch rồi. Còn những con boss thì chúng ta hầu như các bạn có thể thấy, chúng ta có thể quét cái lượng máu của nó rất là nhanh. Đó, đó là về material mình đã sử dụng. Rồi, tiếp theo là về accessory. Thì accessory chúng ta sử dụng chính là ba món armor của Renji. Đó là cái tai, cái shield và cái armor. Cũng như một món chúng ta sử dụng là món Zurich. Thì đối với cái tai Genji này thì chúng ta sẽ tìm được cái tai này cũng khá là dễ thôi. Thì các bạn sẽ tìm thấy nó nằm ở trong một cái thùng đồ ở trong cái map 964 này. Đấy, map 964 Biomechanical Threat này, thì chỉ cần mở mà lấy thôi, cũng khá là dễ. Rồi. Tiếp theo là cái siêu. Thì cái Renji siêu này thì nó có phần hơi thú vị hơn một chút. Thì các bạn sẽ có được cái Renji siêu này thông qua con Summon Magic Boss này. Mình có một cái hướng dẫn để mà thu phục cái con Magic Boss này làm Summon là một. Thì cùng với một cách đó, các bạn làm một lần thứ hai đối với con này y như vậy, thì nó sẽ cho bạn cái Renji siêu. Đấy. Rồi, cái thứ ba là cái Renji Armor. Cái Renji Armor này thì hơi bị khó một chút. Đó là nó, các bạn chỉ đạt được cái Renji Armor này khi mà các bạn đã đạt full 100% cái bảng progress, tức là cái bảng tiến trình đó, full 100% tất cả các tác tiến trình của tất cả các con summon này, thì khi đó các bạn sẽ được thưởng cái Renji Armor này. Thì để các bạn có thể thực hiện được cái điều này một cách trọn vẹn thì các bạn ít nhất phải đạt được tới chapter 10, tức là cái chương cuối. Đạt tới cái chương cuối rồi thì các bạn mới có thể có đủ được các tiến trình để mà có thể thực hiện. Thì cái cách thực hiện để cho các tiến trình này thì ví dụ như các bạn đi tới chapter 10 thì hầu như các bạn chỉ còn thiếu một vài nhân vật thôi. Thì trong cái chapter 9 ở Gonaga đó, thì các bạn mở một cái thùng đồ gần cái điểm sale, các bạn sẽ có được cái item để mở cái shop. Đó là cái Research Depth QMC cộng này. Thì với cái shop này thì các bạn có thể mua được hầu như tất cả các viên đá tăng cái tỷ lệ Digital Mind quay của mấy nhân vật đó hết. Đấy, thì nếu các bạn thiếu cái cây Rolex của nhân vật nào thì các bạn sẽ mua những cái viên đá, mua những cái viên đá này rồi các bạn lắp vào cái ô kỹ năng như thế này. Chẳng hạn lại là mình thiếu Octa Slash
Đấy, hoặc thiếu Meteo hay là thiếu gì đó, các bạn lắp vào. Đấy. Rồi các bạn sẽ đi vào một cái mission, thì mission mình yêu thích nhất thường là mission 10 143 này. Thì với cái mission này các bạn sẽ chỉ vào đó gặp một con Behemoth, nó cũng khá là dễ thôi. Các bạn đứng yên đó rồi các bạn cứ bỏ mặc cái máy cho nó tự nó chạy hên xui thôi. Đây là một cái chuyện nó rất là hên xui mà mình làm có thể trong cái thời gian rảnh rỗi, tức là các bạn không cần phải làm, các bạn có thể bỏ máy đó, các bạn AFK, các bạn đi làm cái chuyện khác, hoặc buổi sáng các bạn đi làm các bạn bỏ máy cho nó chạy, chiều các bạn về thì hầu như có thể là cũng sẽ xong hết rồi đó. Chứ các bạn châm vào làm thì nó hơi cảm thấy nó cũng hơi tỷ lệ nó cũng thấp lắm, cũng khá là ức chế đó. Thành ra là hãy làm trong cái thời gian rảnh rỗi. Đấy, các bạn lắp những cái viên đá phòng thủ vào cho nó chắc chắn, regen này, tăng barrier tăng chắc chắn, các bạn không chết là được. Rồi cứ bỏ mặc cho cái máy nó chạy mà thôi. Thì thế là các bạn sẽ coi như là sẽ hoàn thành được cái digital mic quay này. Thì các bạn sẽ nhặt được cái áo giáp này. Đây, cái áo giáp Renji. Rồi, cái cuối cùng là cái GL Rig. Thì cái GL Rig này nó cũng khá là nhặt được cũng khá là sớm ở trong game. Thì để nhặt được cái này, các bạn sẽ đi cái mission 956, là cái mission Even Deeper này. Trong cái mission này thì khi các bạn chạy để đi kiếm những cái thùng đồ á, thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái thùng, các bạn sẽ nhận được cái GL Rig này. Thì nói về những cái accessory này thì cái tai thì nó sẽ break cái đá mạch tí miệt, tức là các bạn có thể quét vượt con số nó 4 số 9, cũng như là sẽ cho các bạn một cái búp, tức là lúc nào quýnh nó cũng là critical hit, đâu cũng là đòn chí mạng hết. Thì quan trọng nhất nó chính là cái đòn critical hit này, còn cái break đá mạch thì cũng không quan trọng mấy đâu, tại vì cái cây Buster Ward của chúng ta đã có thể quýnh break được đá mạch tí miệt rồi, không nhất thiết phải sử dụng cái set này. Thì nếu các bạn không có cái tai này thì các bạn cũng có thể sử dụng cái item Sniper Eye này cũng được, nó cũng mang lại cái hiệu ứng búp là quýnh luôn luôn gích, thì nó cũng tương tự cái kia thôi, còn cái rack đó mà thì không quan trọng đâu, vì cái cách chúng ta quýnh sẽ không cần tới cái rack đó mạch này. Rồi cái thứ hai là cái Genji Shield này. Genji Shield này thì cho tăng sức đỡ của barrier, M barrier, cũng như là hút toàn bộ các thuộc tính sét lửa nước vậy đó, sét lửa với băng chống chịu, tức là nó kháng toàn bộ cái debuff, tương tự như cái Super Ribbon này. Đấy, cũng kháng toàn bộ debuff, nhưng mà cái Autogun này thì nó lợi hại hơn nhiều. Và nếu các bạn cần thay thế thì các bạn sẽ phải thay thế tới 3 4 cái accessory khác để có thể đạt được cái mức hiệu ứng như thế này. Do vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái Genji Shield này nó sẽ hợp lý hơn. Cái thứ ba là cái Renji Armor. Cái Renji Armor thì nó sẽ break cái HP limit của mình từ 4 số 9 sang 5 số 9. Đồng thời cái quan trọng nhất mà chúng ta phải sử dụng cái Renji Armor này đó là cái búp Endure. Cái búp Endure này nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị hất ngã, cũng như không có bị khựng khi làm bất kỳ một cái thao tác nào. Tức là khi chúng ta làm thao tác mà có bị quái quýnh chúng gì nữa, chúng ta vẫn thực hiện cái thao tác đó mà không có bị ngắt quãng. Đồng thời tất cả những cái chiêu nào liên quan tới hất ngã của đối thủ đều không có tác dụng. Thành ra nó sẽ rất hiệu quả cho việc các bạn phòng thủ trong cái lúc mà các bạn bị đối phương tấn công. Khi có bị dính đòn các bạn vẫn có thể phòng thủ được, khá là lợi hại. Đấy, như các bạn có thấy thì khi mà đối phương đã quýnh trúng một hai chiêu rồi, tôi vẫn có thể đưa về trạng thái phòng thủ và không hề mất máu tí chút nào về sau nữa. Rồi, còn cái búp regen thì thật sự mà nói thì nó cũng có không được mà không có cũng không sao đâu. Tại như lúc đầu đã nói, chỉ cần chúng ta nhảy một cái aerial rain này thì chúng ta đã full máu rồi, không nhất thiết phải sử dụng regen từng lúc làm gì nữa cả. Cái cuối cùng là cái Zeal Rig. Zeal Rig này là một cái item cực mạnh, nó tất cả các chỉ số attack with magic the spirit tất cả cộng 100 hết. Đồng thời cái thứ sau thì nó đã giảm một nửa các sát thương về nguyên tố nhận vào thì cũng không quan trọng đâu, tại vì cái siêu này nó đã hấp thu hết rồi.
Đấy, thì nhưng mà nhờ cái Zeolit này thì tất cả các chỉ số của chúng ta sẽ nâng lên 255. Rất là lợi hại. Đấy, các bạn thấy đó. Rồi, thì đó là về accessory. Rồi, về cái nâng lên 5 sao cho tất cả những cái viên này, nó cũng cùng một cách thực hiện với cái cách mà chúng ta đã thực hiện với Digital My Way này. Tức là các bạn chỉ việc AFK mà thôi. Thì trong cái lúc các bạn AFK thì các bạn gắn mấy cái viên đó vào thì từ từ thì nó cũng lên 5 sao hết thôi. Đây là những cái hoạt động chúng ta có thể làm trong lúc chúng ta AFK, chúng ta bỏ đi ngoài hút thuốc, ăn bánh, đi chơi với bạn gái gì đó. Thì trước sau nó cũng xong thôi. Tiếp theo là hướng dẫn cho các bạn về các bạn cách các bạn ép những cái chỉ số vào những cái viên material này. Thì để ép cái chỉ số vào cái viên material này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng material fusion này. Thì cái đầu tiên quan trọng nhất trong cái chức năng này đó chính là cái chỉ số SP. Các bạn muốn làm cái gì thì cũng phải có cái chỉ số SP này phải nhiều đã thì các bạn mới làm được. Thì đối với một viên có chỉ số tương ứng khoảng gần tối đa 96, 97, gần 100 như thế này thì các bạn sẽ phải tốn khoảng 1 triệu 2 SP cho một viên như vậy, tầm tương đối cỡ đó. Thì cái cách farm cái điểm SP này nhanh nhất đó là các bạn đi vào cái map 961 này. Rồi các bạn hãy chôm cái SP Master từ những cái con sâu Beam Worm như thế này. Đấy, thì các bạn hãy gắn cái viên mút vào, các bạn vừa quấn như thế này được và các bạn vừa chôm được. Đó, chúng ta chỉ cần chôm những cái viên SP Master như thế này thôi. Và từ những cái viên SP Master này, đấy, khi các bạn chuyển hóa nó thành cái SP thì sẽ được 24.000 mỗi viên. Đấy, thì với một 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 lần chạm trán như vậy thì ít nhất chúng ta sẽ được 3 tới 4 con sâu thì chúng ta sẽ được 72.000 hoặc cho tới 96.000 SP. Đấy, khá là nhiều và rất là nhanh. Các bạn farm cái SP này thì chạy qua chạy lại thôi. Các bạn không cần nhất thiết phải đánh những cái con khác không liên quan. Đấy, chôm những con sâu như thế này. Rồi, thì đó là về cái SP. Rồi, thì tiếp theo là về cái viên SP Turbo Attack này. Thì cái viên SP Turbo Attack này chúng ta có thể kiếm được nó ở cái map 756, là cái mission. Cái mission 7 đây. 5 6 Yon Gates in the Wasteland. Rồi, thì nó map này cũng khá là nhỏ, các bạn chỉ vào đó các bạn lột con boss cuối thôi. Thì ở cuối là sẽ có một con nhện máy. Thì chúng ta sẽ kiếm được cái viên Material Turbo Attack này bằng cách Steel Rare đó, tức là phải gắn viên chôm lên. Đấy, chúng ta sẽ được một viên. Rồi, chúng ta giết nó thôi. Giờ các bạn lặp lại 4 lần như vậy để các bạn có thể kiếm được 4 viên. Rồi, thì khi các bạn đã có được cái viên Attack rồi. Turbo Attack đây. Rồi, thì các bạn sẽ lắp nó với một viên Lyra như thế này. Đấy, và cái một item chúng ta bỏ vào thì các bạn hãy bỏ những viên Dark Master vào. Đây là cái viên rất dễ kiếm. Đấy, viên Dark Master này các bạn có thể dễ kiếm. Các bạn cứ bỏ vào tối đa như thế này. Đấy, và khi chỉ số đã cộng lên được tới khoảng 99 như các bạn đã muốn. Chỉ số cộng tới 99, các bạn bỏ 95 viên Dark Master thôi thì chỉ số dưới này nó sẽ cộng Magic 95. Và chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa để chuyển cái Magic chỉ số Magic từ 95 về chỉ số mà chúng ta muốn. Ví dụ như ở đây mình có viên 97 này. Đấy, thì khi mà các bạn đã ép cái chỉ số như mong muốn rồi, đó là số lượng là 97 như mong muốn, thì khi các bạn muốn bất kỳ chỉ số nào các bạn hãy bỏ viên đá của chỉ số vào. Ví dụ như cái viên này chúng ta sẽ đang cần chỉ qua attack thì các bạn hãy bỏ một viên heroin vào đấy thì nó sẽ chuyển sang attack. Hoặc tương tự các bạn cần spirit thì hãy bỏ một viên spirit vào đó. Vì cái lý do là chúng ta rất là dễ dàng chuyển đổi những cái chỉ số cuối này.
Thành ra là các bạn không cần nhất thiết phải đi farm từng loại heroin adamantite, emitite này làm gì cả. Bạn chỉ farm duy nhất cho mình là cái Dark Master mà thôi. Rồi, thì về cái Dark Master. Cái Dark Master thì các bạn sẽ dễ dàng farm được ở cái map mission là 766 hoặc 662, 663 chẳng hạn. Thì các bạn có thể về, nếu 766 các bạn cảm thấy 10 sao hơi khó thì các bạn có thể sang những cái map 6. Rồi thì ở trong những cái map này các bạn chỉ việc vào đi săn những cái con sâu mà thôi. Đấy, giết nó là chúng ta sẽ được 2 viên Dark Master ở cái map 766. Lắp cái viên tăng đam vào. Rồi các bạn có thể lắp, cái quan trọng là chúng ta cần có tỷ lệ rớt đồ phải nhiều. Đây, rớt đồ lúc nào cũng là đồ hiếm này. Cũng như các bạn cần cái nhân 2 tỷ lệ cái item rớt ra vào. Đó, ở đây chúng ta sẽ có 3 con sâu. Đấy, các bạn chỉ việc giết hết thôi. Đấy, mỗi lần chúng ta sẽ một con là chúng ta sẽ được 2 viên Dark Master. Và các bạn chỉ farm tới farm lui như thế này thì chúng ta sẽ được 90 Dark Master rất là nhanh. Thì các bạn cứ farm thẳng 99 viên. Một lần chúng ta ghép thì chúng ta xài khoảng 95 viên, 97 viên gì đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đổi cái viên cuối cùng sang cái chỉ số mà chúng ta muốn. Rồi thì đó là cách để chúng ta có được cái dàn chỉ số mà chúng ta ưng ý. Cũng như là đây là cái bộ chỉ số mà chúng ta cần, nó tăng sát thương, các chỉ số mong muốn cũng như là các vị trí các item. Rồi thì về cách combat, của cái kiểu build này thì các bạn chỉ đơn giản là chúng ta sử dụng ở trong trạng thái battle stand mà thôi. Chúng ta có thể kích hoạt trạng thái battle stand này bằng cách nhấn nút vuông và nút X cùng lúc. Thì khi đã bước tiến vào cái trạng thái battle stand này thì chúng ta có chế độ phòng thủ rất là cao và các bạn hầu như không thể nhận bất kỳ một sát thương nào. Và khi đang trong trạng thái battle stand này thì tất cả những đòn đánh thường nó đều được cường hóa và đều rất đó mặt limit hết. Và đòn đánh thường trong trạng thái này sẽ là 2 nhát, một nhát chém AOE và một nhát chém đơn cực mạnh. Và cũng ở trong trạng thái battle stand này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tất cả những kỹ năng của Material. Thì tất cả những kỹ năng này nó đều được cường hóa lên và tăng một lượng sức mạnh rất đáng kể. Rồi, đó là tất cả những chia sẻ của mình hôm nay. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì vui lòng để lại comment bên dưới. Nếu có yêu thích video của mình, hãy like và subscribe kênh để các bạn có thể nhận được những cái hướng dẫn mới mẻ và hay ho ở những cái game mới tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.